Quang Huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, ngày nay với tác động từ tiêu UV cũng như là thời tiết và hóa chất, và hơn hết đó chính là các tác động tiêu cực từ các thiết bị thông minh, thiết bị công nghệ, đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến với chất lượng mắt của chúng ta, gây ra những căn bệnh Huy nghĩ rằng là nó cũng rất là nguy hiểm và dẫn đến là mắt chúng ta dễ bị lão hóa. Và trong số đó phải kể đến đó chính là căn bệnh cườm khô hay còn gọi là cườm đá. Và đây là căn bệnh mà thường xảy ra đối với những người trên 40 tuổi và có thể dẫn đến mù lòa. Và chính vì như vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Bạch Tuyết, trưởng khoa mắt Bệnh viện Quốc tế City, để cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh cườm khô hay cườm đá này quý vị nhé. Dạ, xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Xin chào MC và khán giả. Dạ, như những gì mà Quang Huy có chia sẻ ở phần đầu thì căn bệnh này thường là xuất hiện ở những người trên 40 tuổi. Dạ, thì họ sẽ có một cái triệu chứng đó là nhìn xa mờ. Vậy thì không biết rằng cụ thể cái triệu chứng này thì ở cườm khô nó sẽ biểu hiện ra sao ạ? Thực ra cái cườm khô hay gọi là cườm đá như bạn nói, và trong chuyên môn thì chúng tôi gọi là đục thủy tinh thể, thì đấy là một hiện tượng, là nếu mà đục thủy tinh thể đơn thuần thì đó là hiện tượng lão hóa của thủy tinh thể theo tuổi. Và ngoài ra thì đục thủy tinh thể cũng có nhiều nguyên nhân khác. Và đây như chúng ta thấy rằng đây là con mắt của chúng ta. Thủy tinh thể là một phần của bộ phận của mắt. Nó sẽ nằm sau cái giác mạc và nằm sau mắt, thí dụ như đây, thì đây là thủy tinh thể. Thủy tinh thể là thành phần quan trọng giúp cho ánh sáng đi qua và giúp cho các tia sáng hội tụ đúng vào võng mạc. Thủy tinh thể là một dạng thấu kính trong suốt, hai mặt lồi. Khi tình trạng trong suốt này mất đi, thủy tinh thể sẽ chuyển màu mờ đục và ánh sáng rất khó đi qua. Bệnh nhân bị suy giảm thị lực, tầm nhìn mờ và thậm chí có thể gây mù lòa. Vậy thì mình sẽ có những cái dấu hiệu nào để nhận biết là đang mắc phải căn bệnh là cườm khô này thưa bác sĩ? Thực ra thì có rất là nhiều những cái dấu hiệu để mình nhận biết ra cườm khô, vì là thí dụ như bệnh nhân đang khoảng 40-50 tuổi thì mờ mắt, và khi mà bệnh nhân cảm thấy mờ mắt mà đi đo kính mà kính thị lực nó không lên, thì có thể là ở những cái tiệm kính nó có một số những cái bác sĩ nhãn khoa, thì người ta có thể biết về những cái bệnh lý đó, và người ta sẽ khuyên bệnh nhân rằng là kính của bác không tăng và bác phải đi khám mắt. Và đi khám mắt thì bệnh nhân có thể phát hiện ra là cườm khô. Và trong cái hiện tượng cườm khô thì nó có cái ruồi bay, nó có những cái chấm đen hoặc những cái đốm xuất hiện ở trước mắt, và nhiều khi bệnh nhân đọc thấy nhòe, thấy chói mắt, hoặc là xuất hiện những cái ảo ảnh, có từ 2 đến 3 ảnh khi mà bệnh nhân nhìn một cái vật nào đó. Đôi khi thì bệnh nhân nhìn trong cái bóng tối ấy, thì lại là rõ hơn là nhìn ở ngoài sáng. Và thường ấy, thì cái cườm khô hay là đục thủy tinh thể thì nó có ở trên những bệnh nhân trên 50 tuổi. Nhưng mà bây giờ thì thấy là có rất là nhiều những bạn trẻ có thể là 40 là đã bắt đầu đã có đục thủy tinh thể rồi. Thế thì đấy là một trong những cái mà chúng ta thường gặp ở cái thời đại bây giờ. Và thường là cườm khô thì nó có thể xuất hiện ở một mắt hoặc là thường là hai mắt. Dạ, nhưng mà có một cái vấn đề là khi mà Huy tìm hiểu thì Quang Huy có thấy là một số người lớn tuổi khi mà họ bị đục thủy tinh thể thì tại sao khi mà họ đọc sách thì họ lại không phải cần đeo kính, lý do như thế nào? Nhiều người bệnh nhân cũng hay hỏi là sao bây giờ tôi thấy là tôi đọc sách lại tốt hơn, nhưng mà nhìn xa thì rất là mờ. Thì đó là một cái hiện tượng đục thủy tinh thể, thì nó có một cái là giả cận thị. Giả cận thị thì có cái sự thay đổi của sự hội tụ ánh sáng. Khi mình nhìn cái tia ánh sáng đấy thì cái chùm tia sáng đấy nó không hội tụ ở võng mạc mà nó lại hội tụ ở phía trước võng mạc, cho nên bệnh nhân giả cận thị một chút, cho nên là bệnh nhân lại nhìn rõ hơn. Thì ra đó là cái lý do. Và còn một vấn đề nữa đó là một số người thì lại bị tầm nhìn đôi, thấy nhiều vật một lúc, hay là cái tầm nhìn của mình thì bị mờ như là đi trong sương mù vậy đó. Vậy thì không biết là đó là triệu chứng gì ạ? Thì thường ấy là những cái bệnh nhân bị đục thủy tinh thể thì nó giảm cái độ trong suốt của thủy tinh thể. Thí dụ như chúng ta biết thì con mắt ấy, thì từ trước ra sau, từ giác mạc ra đến tiền phòng đến thủy tinh thể pha lê dịch thì nó phải là một hệ thống trong suốt. Khi một trong những cái nguyên nhân đó nó bị đục hoặc là cản trở những cái đường đi của nó thì đều giảm, chứ không có phải chỉ riêng thủy tinh thể. Và thường những cái trường hợp này thì bệnh nhân giảm cái độ trong suốt của thủy tinh thể, cho nên nó cản trở cái ánh sáng vào mắt, cho nên bệnh nhân có cái hiện tượng là như nhìn đôi. Nhưng mà cái hiện tượng nhìn đôi này các bạn phải phân biệt là nếu bệnh nhân nhìn đôi cả hai mắt á, thì là một bệnh lý khác đấy nha, có thể liên quan đến các cơ của mắt hoặc là đến não hoặc là những cái u gì chèn ép của sau mắt và liên quan đến cái vấn đề nội thần kinh. Nhưng mà cái hiện tượng
đục thủy tinh thể ở những cái người mà già thì khi người ta bịt một mắt lại có người lại thấy hai hình, thì cái đấy cũng là một hiện tượng của cái hiện tượng của đục thủy tinh thể. Dạ, thế thì bây giờ cũng có một cái vài triệu chứng thì con Huy nghe thấy nó cũng khá là lạ, đó là khi mà chúng ta ra ngoài ánh sáng á, thì mình nhìn nó bị mờ, nhưng mà khi mình vào trong bóng râm hay là vào trong nhà thì thấy rõ ràng hơn. Vậy thì cụ thể nó là như thế nào ạ? À, một số những cái hiện tượng bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, khi mà người ta ra sáng ấy, thì cái đồng tử nó co lại. Dạ. Thì cái đồng tử nó co lại thì cái sự hấp thu ánh sáng của nó ít hơn, cho nên người ta cảm thấy nhìn mờ. Và còn khi người ta vào trong bóng tối ấy, thì cái thủy tinh thể nó giãn ra, cái đồng tử nó giãn ra, thì nó tiếp nhận nhiều cái ánh sáng hơn, năng lượng của ánh sáng hơn, thì nó bệnh nhân sẽ thấy rõ hơn. Và đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân để mình giải thích những cái câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân. Nói về cái câu chuyện liên quan tới nguyên nhân dẫn đến đục thủy tinh thể, thì mình có thể kể như là môi trường, lối sống, chế độ dinh dưỡng, di truyền, chấn thương, thì không biết là có phải đây là những cái nguyên nhân dẫn đục thủy tinh thể không ạ? Thực ra thì bạn kể là những cái đó thì là cũng đúng được đến 60% rồi. Yeah. Tức là cái môi trường của mình bây giờ khói bụi rất là nhiều, cũng ảnh hưởng đến mắt. Cái thứ hai là tia cực tím, chúng ta đi ra ngoài ánh sáng mặt trời thì cái tia cực tím đó là cực nhiều. Thì những cái đó nó cũng có thể là ảnh hưởng đến mắt. Và ngoài ra ấy, thì chúng ta có thể là gặp những cái, những một số những cái chấn thương. Thí dụ những cái chấn thương trực tiếp vào mắt. Thí dụ như banh tennis này, hoặc là cầu lông, hoặc là chúng ta có những cái đụng dập vào cánh cửa các thứ mà vào mắt, thì cái chuyện đấy đương nhiên là có đục thủy tinh thể rồi. Hai nữa là cũng có một vài những cái phẫu thuật, thí dụ những cái phẫu thuật trong nội nhãn thì nó cũng có thể làm đục thủy tinh thể. Yeah. Cái thứ ba là những cái sang chấn, thí dụ bạn có thể té ngã một cái đập đầu xuống. Những yếu tố làm tăng nguy cơ bị đục thủy tinh thể có thể là tuổi tác, tiền sử gia đình, đã bị tổn thương hoặc viêm mắt trước đó, đã từng phẫu thuật mắt, uống quá nhiều rượu, phơi nắng nhiều, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, hút thuốc, béo phì, dùng thuốc corticoid trong thời gian dài, tia X quang hoặc tia bức xạ dùng trong trị liệu ung thư. Vậy thì khi mà các bệnh nhân mình đã biết rõ được về những cái triệu chứng nè, cũng như là các cái dấu hiệu và những cái nguyên nhân gây ra bệnh đục thủy tinh thể, thì người bệnh chúng ta cần phải làm gì ngay lúc này? Thực ra khi mà nghi ngờ thì các bạn phải nên đi khám. Phải đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt. Và đúng là bác sĩ chuyên khoa mắt. Và khi đã xác định được cái đục thủy tinh thể thì tùy vào cái mức độ nặng nhẹ. Thí dụ như nhẹ, có thể bệnh nhân 8-9/10 vẫn có đục thủy tinh thể, thì bệnh nhân có thể được dùng nhỏ thuốc hàng ngày, và các bác sĩ sẽ khuyên là bệnh nhân ăn những cái thực phẩm mà giàu vitamin A. Thí dụ như là những cái thực phẩm mà có vitamin A là tất cả những cái gì có màu đỏ. Yeah. Ví dụ như củ dền, bí đỏ, gấc, hoặc là đu đủ đó, hoặc là những cái chất màu đỏ thì nó có chứa nhiều cái beta caroten, thì những cái đó nó rất là tốt cho mắt. Đó, thực ra là vậy. Và nhiều khi có những cái bệnh nhân mà bị có những cái bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc là lupus ban đầu, những bệnh miễn dịch, thì phải điều trị những cái đó. Chứ còn những cái đó mình cứ càng dùng thuốc càng nhiều thì nó lại cứ từ bệnh nọ sang bệnh kia. Đó, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như vậy. Và thường khi có những cái trường hợp như vậy thì các bạn phải nên đi khám, thường là 3-6 tháng một lần, tùy cái mức độ. Thí dụ nặng quá mà cái cườm nó quá nặng thì chúng ta có thể phải đưa đến cái chuyện phẫu thuật. Nhưng mà có một cái điều này Huy đang muốn hỏi bác sĩ, đó là ví dụ như một bệnh nhân đi, họ bị mắc đục thủy tinh thể, thì tới cái giai đoạn và cái mức độ như thế nào thì họ mới được bác sĩ chỉ định là phải phẫu thuật? Thực ra những cái đục thủy tinh thể thì nó phụ thuộc rất nhiều vào người bệnh. Yeah. Ví dụ như là một người lái xe mà thị lực của người ta 4-5/10 mà lại đục trung tâm thì người ta rất là muốn mổ. Bởi vì khi cái đục trung tâm đó người ta rất là khó nhìn. Yeah. Thế thì thực ra theo cái Tổ chức Y tế Thế giới của WHO á, thì là họ khuyến cáo là những cái thị lực mà dưới hoặc bằng 1/10 thì có chỉ định phẫu thuật. Yeah. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái đấy nó cũng xa rồi, lâu rồi. Và bây giờ thì các bác sĩ mổ rất là giỏi, rất là nhanh và kỹ thuật rất là điêu luyện. Cho nên là những cái thị lực 3-4/10 chúng tôi cũng vẫn mổ. Và nhất là những đối với những cái người lái xe có khi 5-6/10 nhưng người ta nhìn khó chịu lắm vì nó đục ở cái trung tâm. Cho nên là nó khi người ta lái xe nó cản trở cái tầm nhìn. Thì những cái đấy thì có thể chúng ta có chỉ định phẫu thuật sớm. Còn lại thí dụ những bệnh các cụ 70-80 tuổi nhưng mà thị lực 2-3/10 nhưng mà vẫn đi lại sinh hoạt được và cũng không có nhu cầu gì nhiều thì chúng ta cũng chưa cần phải mổ. Cái đấy nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá thể
chứ không phải không có một cái tiêu chuẩn nào mà ví dụ như thế này anh phải mổ. Chỉ có những cái trường hợp mà nặng quá mà bệnh nhân không nhìn thấy nữa rồi thì cũng nên mổ cho người ta để người ta có thể là thấy hơn, người ta đi lại trong sinh hoạt các thứ nó dễ dàng hơn. Khi không còn cảm thấy hài lòng với khả năng nhìn và khi khám thấy thị lực bị sụt giảm đáng kể thì người bệnh có thể cân nhắc việc phẫu thuật đục thủy tinh thể. Phaco là phương pháp được áp dụng phổ biến hiện nay. Thủy tinh thể bị tổn thương sẽ được loại bỏ và được thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo. Đó là cái điều mà chúng ta nói về những cái cách phẫu thuật liên quan tới đục thủy tinh thể. Vậy thì bây giờ mình nói một cái câu chuyện về phòng đi ạ. Em nghĩ rằng điều này cũng rất là quan trọng đối với tất cả quý vị khán giả. Vậy thì mình sẽ có những cái cách điều trị phòng ngừa như thế nào cũng như là mình làm chậm cái sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể thì mình cần phải lưu ý ra sao? Thực ra những cái phòng ngừa đó thì cũng rất là đơn giản dễ thôi. Thí dụ như là đục thủy tinh thể có thể do là môi trường khói bụi thì ra ngoài đường chúng ta có thể đeo kính vào. Thí dụ như là đeo kính mát, kính dâm thì là để chống những cái tia cực tím. Ngoài ra những cái thói quen của chúng ta, thí dụ hút thuốc, uống rượu nhiều thì chúng ta cũng hạn chế bớt lại. Và chúng ta sẽ tăng cường những cái rau quả xanh, thí dụ những cái chất có nhiều vitamin A, giống như hồi đầu tôi có nói là những cái chất đó là nó có thể là làm chậm cái quá trình lão hóa của cơ thể. Và những cái chất mà nó có màu đỏ, cà rốt, củ dền, bí đỏ, đu đủ các thứ, cái đấy nó có rất là nhiều beta carotene mà chúng ta có thể bổ sung thêm cho cơ thể của chúng ta. Và hạn chế cái mức độ mà dầu mỡ nhiều, ăn mặn quá, nhậu nhẹt quá đà, hút thuốc quá nhiều, ví dụ như vậy, thì chúng ta cũng nên hạn chế những cái đó. Và chúng ta có thể là khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để bác sĩ có thể định lượng với chúng ta xem là chúng ta cái tiến triển của bệnh nó như thế nào. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ của mình trong chương trình ngày hôm nay. Và rất là hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp cho tất cả quý vị khán giả chúng ta có thêm những cái thông tin hữu ích về căn bệnh cườm khô hay gọi là cườm đá này, để chúng ta có một cái cuộc sống tốt nhất để bảo vệ cho chính bản thân của mình. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đã cùng được lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Bạch Tuyết, trưởng khoa mắt bệnh viện quốc tế CT. Và chúng ta đã có những cái thông tin về căn bệnh cườm khô hay gọi là cườm đá. Và chúng ta sẽ còn gặp lại bác sĩ với một chủ đề nào cũng liên quan tới cườm, và lần này là cườm nước thưa quý vị, hay còn được gọi với cái tên y học là glaucoma. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những thông tin hữu ích từ bác sĩ quý vị nhé. Và đến đây thời lượng của chương trình Sức khỏe cho mọi người cũng đã hết. Quang Huy và những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.